Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin tối tại SNews. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức chính có trong ngày. Hôm nay ngày 20 tháng 3 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã cứu bé gái rơi từ tầng cao chung cư chia sẻ: "Cháu bé đã gọi tôi là bố." Nghệ sĩ ưu tú Hà Hoài Linh đã không ngần ngại công khai hình ảnh lao động làm lũ của mình, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Một nam hành khách đã bị nhà chức trách hàng không phạt hành chính 15 triệu đồng vì mở cửa thoát hiểm trên máy bay khi không được phép, cùng nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu cháu bé 2 tuổi rơi từ tầng cao chung cư đã chia sẻ rằng hiện nay cháu bé đã gọi mình là bố. Trước đây vào ngày 28 tháng 2, anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi đang dừng xe để giao hàng đã nghe thấy tiếng hô hoán từ chung cư gần đó. Khi ngước lên, anh thấy một cháu bé đang chơi vơi ngoài lan can. Ngay lập tức, anh ấy đã nhảy qua tường rào, trèo lên máy tôn để đỡ cháu bé. Hành động dũng cảm của anh đã được rất nhiều người ghi nhận và trân quý. Đến hiện tại, anh cho biết, hôm qua cháu mới được tháo bột nên vẫn chưa đi học được. Giờ bố của cháu đang ở nhà để hỗ trợ cho cháu phục hồi chức năng. Gia đình bên đấy biết tôi rất lo lắng cho cháu nên thường xuyên gọi điện thông báo sức khỏe của cháu. Tôi cũng hay nói chuyện với cháu và cháu đã gọi tôi là bố rồi. Có hôm cháu còn nói cảm ơn bố Mạnh. Nói về sức khỏe của mình, anh Mạnh cho hay, chấn thương ở cánh tay đã hồi phục, anh đã đi làm lại được 3 ngày. Trong video mới nhất của mình, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã không ngại ngần công khai những hình ảnh làm công việc vệ sinh xung quanh vườn nhà. Đáng chú ý nhất đó chính là tự tay dọn dẹp cống rãnh. Trong video mới nhất được nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chia sẻ trên kênh YouTube, chú đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ quá trình làm vệ sinh xung quanh nhà, đặc biệt là tự tay dọn dẹp cống rãnh. Có thể thấy nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã không ngần ngại đeo găng tay dọn dẹp tất cả phần cống rãnh trong vườn nhà. Theo nghệ sĩ Hoài Linh, đây là công chuyện của nhà mình thì mình làm là điều đương nhiên và được lao động là không nề hà gì. Công việc này vừa vui vừa sức khỏe, khi thay vì tập thể dục thì làm thế này, không có vấn đề gì cả. Nhiều khán giả nói người nổi tiếng mà làm những việc này làm gì, nhưng người nổi tiếng thì sao, cũng phải làm chứ quý vị. Đâu có khó khăn gì, vẫn làm được hết, cái nào không biết thì hỏi, mấy cái này làm từ xưa tới giờ, bình thường, quý vị đừng sót nhé. Một nam hành khách khi đi máy bay đã mở nhầm cửa thoát hiểm trong lúc đi tìm nhà vệ sinh. Ngay sau đó, người này đã bị nhà chức trách hàng không phạt hành chính 15 triệu đồng. Cảng vụ hàng không miền Bắc ngày 20 tháng 3 vừa đưa ra quyết định xử phạt hành chính đối với nam hành khách có tên viết tắt là VVD, sinh năm 1962, thường trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, vì hành vi mở cửa của máy bay khi không được phép. Nam hành khách này đã vô tình mở cửa thoát hiểm máy bay trong khi đi tìm nhà vệ sinh, làm bung cầu phao cứu sinh tại sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, lúc máy bay chuẩn bị khởi hành đi thành phố Hồ Chí Minh. Mức phạt hành chính đối với ông VVD là 15 triệu đồng. Trước đó vào hồi 16 giờ 55 phút ngày 18 tháng 3, máy bay A321 của Bamboo Airways đã thực hiện chuyến bay QH1177 chặng bay Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến cất cánh lúc 17 giờ. Trong quá trình chuẩn bị khởi hành, hành khách VVD ngồi ghế số 9F đã hỏi tiếp viên về vị trí của nhà vệ sinh. Tiếp viên có chỉ lên nhà vệ sinh phía trên. Sau đó, hành khách đã di chuyển lên phía trên nhưng đã nhầm lẫn, ấn mở cửa thoát hiểm, làm cầu phao cứu sinh của máy bay bung xuống. Sự việc trên đã khiến hãng hàng không Bamboo Airways phải thay đổi máy bay khác đi thành phố Hồ Chí Minh, tháo cầu phao của máy bay A321 đưa đi sửa chữa. Máy bay này đã ngừng hoạt động và nhiều khả năng sẽ phải đưa sang Singapore để gắn cầu phao vào vị trí. Làm việc thiện nhưng liên tục bị kẻ xấu phá hoại, phản ứng của người đàn ông sau đó đã khiến cho rất nhiều người nể phục. Một người đàn ông tốt bụng đã đặt bình trà đá miễn phí ở Sài Gòn cho mọi người cùng dùng, thế nhưng chỉ trong vài tháng anh đã bị mất đến 3 cái bình. Thay vì nản chí hay bực bội, cách làm này có vẻ hiệu quả khi hơn một năm trôi qua, chiếc bình vẫn ở yên tại chỗ. Nhiều người cho rằng anh không nên cố gắng vô ích, sao còn phải mua xích để tiếp tục làm vậy làm gì cho mất công. Người đàn ông liền đáp rằng, việc ăn trộm của họ là việc xấu, việc giúp người của tôi là việc thiện. Vì sao tôi phải vứt bỏ việc thiện tôi đang làm vì cái việc xấu của người khác? Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều người đã nể phục người đàn ông và muốn gửi lời cảm ơn tới tấm lòng nhân hậu của anh ấy. Phát hiện ra vợ sắp cưới của mình đã mang bầu với người khác, một người đàn ông đã ra bãi rác và đốt hàng trăm tấm thiệp hồng của mình tại đây. Hiện nay, rất nhiều người đang truyền tay nhau đoạn clip một người đàn ông đốt đi từng chiếc thiệp hồng với vẻ mặt u sầu. Cụ thể, người đăng tải cho hay, 2 tuần trước ngày cưới mới phát hiện người yêu của mình có bầu với người khác nên vui hay buồn đây mọi người. Mình đã bị vợ sắp cưới cắm sừng, thậm chí cô ta còn mang thai với người đàn ông khác. Ngày cưới đã định, mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới đã sẵn sàng, nhưng thôi coi như bỏ, những tấm thiệp này cũng đem đốt thành tàn tro.
Netizen đã bày tỏ sự thương cảm cho người đàn ông này. Nhiều người đã động viên anh và nói rằng anh chính là người may mắn khi phát hiện ra chuyện này trước hôn nhân. Để đến khi kết hôn mới biết thì đôi bên mới khổ. Tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến dịch Covid-19, dự báo thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. Đã kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin lần sau.